Ở về quán người ta bán quán cái nhà vào bị đường nhỏ 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 ngắn ngắn cỡ này cả nhà, trong bị chút xíu á, hình như là 200 hay 500 gì ấy. View lâu quá em quên rồi. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Vi Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên thì Vi cũng xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc nha cả nhà. Bữa tối thật là vui, ngày mới thì được an lành. Hôm nay Vi có nấu bữa ăn nhớ quê thì cả nhà. Nhớ quê quá thì cả nhà. Nấu một món cơm cứ hơi cháy cháy một chút cả nhà. À, lâu rồi á Vi không có ăn cơm có cháy, cho nên hôm nay thấy thèm cơm có cháy cháy một chút xíu này, ăn lại mắm thơm kho, kho mắm rồi rau củ quả cả nhà. Rau củ quả thì có khổ qua rồi cà tím rồi bí ngòi, đậu đũa cả nhà, rồi mấy cái cà cà bi ăn cho nó chua chua, rồi ớt ớt ngọt nữa cả nhà, để cho nó đẹp mắt một xíu. À, cà tím vì để cho nó đẹp cái nhà chứ vì không thích ăn cà tím sống cả nhà, còn bạn nào thích ăn cà tím sống thì gọt ra ăn cũng ngon luôn cả nhà, mà vì thì không thích ăn cà tím còn sống. Rồi bây giờ Vi mời cả nhà nha, cùng ăn với Vi cho vui, rồi trò chuyện hôm nay Vi có chuyện cởi để ăn cơm cho vui cả nhà. Nhớ quê. À, kể chuyện khi lúc còn nhỏ cả nhà. À, bây giờ Vi mời cả nhà ăn thử ạ. À? Xong rồi từ từ rồi giờ tám chuyện với cả nhà, vui cả nhà ha. Ok. Để coi. Cái đây là bí ngòi này cả nhà. Chấm dùi nước cái nước mắm vi kho thịt lại mắm này cả nhà. Cay cay ngon cả nhà ơi. Cơm trứng. Ăn cái giòn giòn đã cả nhà. Lâu rồi không có ăn. Okay. Cái này đậu đũa này cả nhà. Đồ đũa ăn sống sống cũng ngon cả nhà ơi. Hấp dẫn nha. Này ổ qua này cả nhà. Ăn còn sống nó giòn giòn ngon cả nhà. Cái dạng cơm cháy nó ngon gì đâu cả nhà. Mắm kho vừa ăn cả nhà.
Nước thơm rồi mắm thu á, ngon quá nha. Hấp dẫn á. Mình ăn xíu rồi mình kể chuyện ở nhà nghe nè. Ăn cái món này nhớ hồi lúc còn nhỏ, lúc Vi còn nhỏ cỡ 12 13 tuổi cả nhà. Ngon quá. Để coi, 12 13 tuổi rồi, lúc đó cái ngày đó cái cái nạc cháu ơi của Vi cả nhà. Cái nạc cháu Vi cả nhà ơi, này lớn rồi cả nhà. Lúc Quy được 12 13 tuổi cả nhà. Cái ngày hôm đó được cuối tuần ở nhà, không có đi học. Gần như cái này mẹ của Vi đi về nhà ngoại chơi. Chơi cả ngày. Rồi ở nhà sảnh sẻ lắm, ở nhà Quy sảnh sẻ. Sảnh sẻ cả nhà. Thèm tập tò mà. Thấy thấy mẹ nấu á rồi không 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 bắt chước rồi ở mẹ đi đã vắng rồi ở nhà tập tò. Tập tò thích ăn cái món mắm kho quẹt đó nha, mắm kho tiêu á. Ngon quá. Nó xảy qua bảy luôn. Chết đây nè. Chết chết. Rồi biết chưa. Mắm quẹt mà rồi mắm kho tiêu quá nha. Trời có thịt có đồ. Rồi có rau củ đủ thứ. Ngày xưa ở nhà, nhà quê nghèo mà đâu có tiền đâu mà ăn tới hoành tráng có thịt có đồ. Nhà nghèo mà hồi ngày xưa nghèo quá mà. Ngày đó mẹ mẹ mới đi về ngoại chơi không cả nhà. Thì ba chỉ béo đã quá đi về ngoại chơi cái ở nhà anh sẽ cái ở nhà đi xuống bếp nhang lửa lên. Hồi đó nhà nhà Vi nấu lửa than cả nhà, cái nhang lửa lên xong xuôi hết rồi lấy mắm lấy đồ ra mà nghiệt là không có đường. Trong bếp hết đường ở nhà, hết đường là không biết làm sao. Chạy lên xin ba, lúc đó đi có mình mẹ mẹ Vi đi về ngoại à, ba Vi ở nhà lên xin tiền ba. Hồi đó đi xin tiền lâu quá Vi không có nhớ là bao nhiêu. Hồi đó ở về quán người ta bán quán cái nhà già bị đường nhỏ 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 ngắn ngắn cửa đề cả nhà, trong bị chút xíu á hình như là 200 hay 500 gì ấy. View lâu quá em quên à, không nhớ hả. Chạy ra mua cái đường, bây giờ nhà làm mới đầu làm đâu có mới đầu quy làm á. Không biết họ biết cách làm ở cả nhà nó làm sao bị cháy hết luôn. Cười quá, đã không có đường đi mua bị đường rồi giờ nấu cháy đi chứ, cháy khét nghẹt luôn. Cười rồi, tính của Bia hay hay học hỏi đó, cái gì á làm được phải làm cho được. Nấu dở ha, lần sau nấu lại. Nấu cho ngon. Tánh Vi là vậy đó. Cái nhà biết không? Đi lên xin ba thêm tiền nữa. Để mua bị khác, bị lương khác. Cái cả cả nhà. Là ngọt lên luôn á. Mùi đường khác giờ làm
lần sau làm thành công cả nhà. Xong rồi hả, nấu cơm cháy vậy cả nhà, ăn nó đã gì đâu luôn. Ây da, Vì bắt nồi cơm lên nó cháy như vậy nè. Như là đúng như vậy, ướt y như vậy cả nhà. Rồi hai cha con ăn. Mẹ đi rồi, ở nhà. Nói món đó tự nhiên thèm cái món đó vậy á cả nhà. Rồi nói xong hai cha con rồi ăn mà đâu có đâu có rau củ giống vậy đâu cả nhà. Có cái dưa leo à. Nghĩ hồi đó khổ quá cả nhà ha. Ăn con cái dưa leo hai cho con người ăn cơm. Mà cơm cháy hở quẹt quẹt trong cái mắm á, mắm thịt, mắm quẹt, mắm kho quẹt á cả nhà. Trời ơi, toàn là tiêu lại mắm thôi chứ có gì cũng đó đâu. Mà ngồi ăn ngon ăn lành vậy, ăn đã gì đâu luôn. Giờ ăn lại nó nhớ. Ngon quá nhà ơi. Mắm thu mà kho ăn ngon hơn là chân nữa nha. Mới hơn mọi khi á. Vì chỉ vì chân không à. Mà kho ăn ngon hơn cả nhà. Nó đậm đà ngon hơn là chân nữa. Ăn cơm cháy đã gì đâu luôn. Bây giờ toàn là nấu nấu cơm bằng cái nồi điện không, ở đâu có cháy cả nhà. Muốn ăn cơm cháy phải nấu rồi xong. Bắt con bếp. Nó đã gì đâu, miếng ủ qua nó đắng à. Nó giòn nó ngon. Đã quá. Nó thơm gì đâu luôn á, mắm thơm cả nhà. Bỏ sả vô phi cho thơm, là bỏ thịt tao thơm lắm cả nhà ơi. Ngon hết sảy luôn. Trời, con chó lại lại con mèo nhà Vi á, hai đứa đang giỡn ở nhà, nó chạy ì ầm đó. Ở nhà nghe chạy không, hai đứa đang giỡn á, nó cần cần nữa nha. Ớt này cả nhà, ớt ngọt này cả nhà, ớt ngọt chứ không phải ớt cay. Ớt ngọt sợt nữa nhà ơi. Đã. Ngon. Tại vì ngoài vườn về làm những cái rau vả này ở ngoài vườn của Vi này cả nhà, tất cả ngoài vườn hết luôn cả nhà, ngon cả nhà ơi. Rồi đúng không, không sống ăn đã rồi. Đi tới thì lùi à, tới thì lùi à con. Cần lắm cả nhà ơi, cần lắm. Con lắm cả nhà ơi. Hôm nay từ bữa mua giờ tới bữa nay là 7 tháng rồi cả nhà. Có lời của anh là cả nhà. Trước ngày Giáng sinh một một ngày, ngày 24, ngày Giáng sinh 25, bữa ơi của nó ngày 24 cả nhà. Rồi. Con chưa? Ngon quá cả nhà. Bữa nay ăn cơm cháy nè, ngon. Rất là lâu rồi mới ăn lại món này cả nhà ơi. Đã quá. Nghĩ hồi đó khổ cả nhà ha. Ăn cái gì cũng thiếu thốn. Nó đã gì đâu cả nhà ơi, ngon quá à. Miếng ngoài ăn sống ngon cả nhà, trái này này cả nhà ơi, miếng ngoài nè, trái này cả nhà, vì cắt lên nè, ngon, ăn sống ngon, giòn.
Ngọt ngọt. Trái cà trái chua chua ngon miệng thế nào. Cà ngọt thế nào. Nó đắng là ngon. Ngon. Một miếng cháy vậy mà bị ăn hết một nửa rồi nè cả nhà, rồi ăn dữ trời, ngon quá mà. Rồi đó là mắm vẹt kho tiêu, còn ăn còn bá phát chi bây giờ cả nhà, bây giờ có thịt có thà, mà lâu lâu á làm lại ăn cũng ngon cả nhà, tiêu với lại mắm không á lại lường. Bỏ một xíu ớt lên nữa rồi như thôi, không có cần thịt á, ngon lắm cả nhà. Tôi cho làm lại ăn ngon lắm. Hết cơm luôn á. Thêm chút dưa leo hay gì đó, luộc lên là chấm trời đã. Ăn đơn giản là ngon lắm cả nhà. Vì thích ăn, vì thích ăn gì cũng đơn giản á, cũng ngon. Như sống ở quê riết là ăn những thứ món đơn giản á, thấy nó ngon cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Cái cà bên nè, cà bên ngon, ngon cà bên no quá chừng luôn á nha. Lâu ăn ngon gì đâu luôn á, ăn cần à, ăn cần cho ai bị huyết áp độ cao cái nha, phải ăn cần cho hạ phải áp, cần ăn cái cần này cả nhà, ăn giảm mỡ bụng nữa cả nhà, tốt lắm á. Ok cả nhà, nãy giờ Vi cũng ăn xong rồi cả nhà, no rất là ngon luôn cả nhà. Giờ Vi xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Vi. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, ăn lành, hạnh phúc. Bye bye cả nhà.